Khi anh em gặp một cái tủ cấp đông như thế này, mặc dù là tủ chạy vẫn là đông tiếp rất tốt mọi người, nhưng mà tủ này rờ đâu giật đó nha. Thì khách hàng báo là tủ này là chạy đông đá tốt, nhưng mà đụng chỗ nào nó cũng giật hết á. Điện giật, điện mà giật đo ra là 220 luôn mọi người. Thì trong clip ngày hôm nay mình chia sẻ tất cả mọi các bạn xem. Chào tất cả mọi người các bạn, hôm nay trở lại với kênh Toàn Đổ Vlog, kênh chia sẻ hướng dẫn sửa chữa điện cơ điện lạnh. Mình cũng đang đến nhà khách xem một cái tủ cấp đông. Tủ này là loại 600 lít nha mọi người. Tủ này thì mặc dù là đồ lạnh vẫn tốt nha mọi người, anh em xem là đông đá vẫn tốt nè. Nhưng mà tủ này rờ đâu là điện giật rất là mạnh, giật 220 luôn á. Mình cũng sẵn clip ngày nay mình chia sẻ cho tất cả mọi các bạn xem. Anh em nào biết rồi xin bỏ qua, anh em nào chưa biết thì tìm hiểu thêm kinh nghiệm. Thì anh em nhìn đa số những tủ đông mà nó một trong này nó có một cái vàng mà anh em nhìn nó tráng giống như trắng men mọi người. Thì tủ này là người ta nhà sản xuất người ta thiết kế bằng vàng lạnh mà ống đồng nha. Còn đối với những cái tủ mà cái vàng lạnh nó bằng nhôm mộc mè màu trắng thì đó là ống nhôm hoặc ống sắt, anh em lưu ý vấn đề đó. Đó anh em nhìn đây, nếu cái tủ mà cái vàng lạnh đó là nó có màu trắng men màu trắng như thế này nè thì nó là vàng lạnh nó bằng đồng ống đồng. Còn nó mà nếu mà bằng nhôm mè thì là bằng ống sắt, ống nhôm. Cho nên ống nhôm sắt rất dễ xì, còn những cái tủ này bằng đồng thì nó xài thời gian lâu hơn. Rồi bây giờ để mình kiểm tra cái tủ này bị cái gì. Thì trong cái nguyên do, một là bị mát lóc, vẫn giật, tẹp mất tay mát, ẩm vẫn giật, quạt cháy vẫn giật. Thì trong trường hợp mà anh em mình nhìn xem một cái tủ mà nó mà xài có quạt á, thì anh em kiểm tra cái quạt trước. Thì trong trường hợp này á, thì nếu mà giả sử như cái lốc này nè, cái máy nén mà nó bị mát á, thì nó vẫn là phóng điện ra ngoài sườn nha mọi người. Nhưng mà mình theo kinh nghiệm của mình á, thường những cái quạt á, mà nó chạy lâu năm á, thì anh em thấy trong này nó có cái quạt nè, thì đa số bị mát quạt nha mọi người. Tại trong này ở nhà sản xuất người ta làm cái cuộn dây đồng á, người ta quấn lại thì người ta lốt giấy đề canh. Nhưng chạy lâu ngày á, thì cái giấy đề canh này nó bể, nó sẽ phóng điện ra sườn này nó mát. Cho nên đa số giờ là thường là bị cái quạt này là đa số bị giật nè. Thử anh em gặp những cái tủ như thế này thì anh em kiểm tra cái quạt trước. Bây giờ mình sẽ đo kiểm tra cho mọi người xem. Một tay quay thì một tay là đo hay khó thì để mình gắn một đầu kim ve vào cái dây điện rồi mình sẽ đo cho mọi người xem nha. Cắt dây nguồn quạt ra trước. Rồi sau khi mình cắt cái dây nguồn quạt nha mọi người. Đây dây nguồn quạt nè. Đó, đây nguồn quạt nó vào cái quạt nè. Rồi mình cắt ra như thế này. Thì một que mình cặp vào cái dây nguồn quạt nha mọi người. Rồi cũng quay vòng lại nè, anh em coi nó bắt đầu nó mát sườn nha mọi người, nó mát lên. Anh em nhìn kim lên nè. Thì đối với trường hợp này là nó phóng điện lên á, thì người ta rời vào cái tủ này sẽ giật nha mọi người. Thì mình kết luận là cái tủ này nguyên do là tại sao nó giật. Thì nó giật là chứng tỏ là nó bị mát cái quạt nha mọi người. Mát quạt nó giật. Thì cách kiểm tra nhanh như thế này thì anh em đã biết xác định là cái tủ là giật là do từ đâu. Thì bây giờ mình tiến hành mình thay cái quạt thôi. Rồi để bây giờ thì cái quạt thì tháo cũng rất đơn giản thôi. Thì anh em ở đây nó có hai ngóc hai bên rồi. Hai ngóc hai bên nè. Anh em chỉ cần tháo ngóc ra. Ở dưới này nó có ống tán, anh em tháo ra thay cái quạt thôi là chuẩn, chính xác. Rồi giờ mình tháo ra xong rồi quay tiếp cho mọi người xem. Rồi sau khi mình dùng cái cà lê 10 mình tháo ra, thì nếu mà trong trường hợp này anh em mà lấy không ra thì anh em là dùng cái tiếp mở cánh quạt ra, lấy được cánh quạt ra trước rồi bắt đầu mình mới lấy cái quạt ra mọi người. Tại cánh quạt thì để cho nó cấn cái này cũng khó lấy. Rồi sau khi mình tháo cánh quạt ra rồi mình lấy ra rất gọn mọi người, rút dây ra. Thì phương pháp thay cũng như rất dễ thôi. Còn anh em nào sẵn ấy là làm vệ sinh luôn cái vàng nóng luôn rồi. Vàng nóng nếu anh em nào cần thiết làm vệ sinh cái vàng nóng luôn rồi cho nó sạch sẽ, cho tốt. Ở đây thì mình cũng có chuẩn bị sẵn một cái quạt mình thay nha mọi người. Thì cái phương pháp mà thay mà khi thay một cái quạt vào cái tủ đông á, có nhiều anh em là không biết thay cái nào để cho nó đúng chiều.
Thì đầu tiên thì anh em chỉ cần dùng cái tháo cái bát ra gắn lại thôi, gắn bát lại thôi. Thứ hai anh em nhìn cái cánh quạt như thế này, thì anh em nên nhớ cái chiều quạt á thì bao giờ của cái tủ đông á là nó hút cái đường đường hơi nóng từ cái dàn nóng này, hút hút ngược nha mọi người, hút ngược nó sẽ thổi qua cái lốc. Chứ đôi lúc anh em mà bắt cái cánh quạt mà thổi vào cái dàn nóng là không có đúng nha. Trường hợp này nhiều anh em rất bị sai lầm, là sai lầm chỗ đó. Anh em mà ráp một cái cánh quạt vào thì bắt làm sao mà cánh quạt nó thổi nước cái hơi nóng của cái dàn nóng nè, nút nó thổi ngược vào vào cái lốc là đúng nha mọi người. Thì cánh quạt này, cái chiều quạt này nè, mình đã làm dấu nè, chiều quạt này làm dấu ngược kim đồng hồ nha mọi người, nó chạy ngược kim đồng hồ. Đó, anh em dùng ngược kim đồng hồ thì khi mình bắt cái quạt vào á, mình có lật cái cánh sao thì chạy đúng chiều mọi người, nó thổi cái chiều ngược lại nha, cái chiều nó hút nó thổi nó vừa giải nhiệt cái quạt mà vừa giải nhiệt cái lốc nữa. Rồi để mình ráp xong bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho mọi người xem. Rồi sau khi anh em ráp quạt xong rồi nha mọi người, đây là cái quạt nó chạy cái chiều ngược kim đồng hồ nha mọi người, đây nè. À, nó quạt nó chạy cánh như thế này nha. Rồi mình cong cái cánh lại cho nó đều thẳng thốn, nhớ khỏi bị ô qua cái cánh này nó chạy nó đảo rất dễ hư bạc. Thì anh em thấy nó chạy chiều này cái nghĩa là hút cái hơi nóng từ cái dàn nóng này, hút nó sẽ thổi ngược qua, nó giải nhiệt đồng thời giải nhiệt cho quạt, giải nhiệt cái lốc luôn. Đó, các bạn nó sẽ chạy chỗ này nè. Rồi để mình cong lại coi cái cánh trên nó đều. Nói chung là cái trường hợp mà cái nhiều cái tủ mà tháo cái quạt mà anh em lấy không được là nên nhớ là tháo cánh ra trước, tháo cánh ra trước xong bắt đầu mới tháo quạt lấy nó mới dễ. Rồi bây giờ mình ráp lại cho mình thử cho mọi người xem. Rồi sau khi mình đấu về điện quạt, anh em rút về cho gọn gàng hết nha. Thì trong những trường hợp mà những cái tủ lạnh mà tủ cấp đông á, hay tủ mát mà những cái tủ mà nó có xài quạt á, thì bao giờ cái tủ nó hay bị mát nhất mọi người. Này hư này, này bể gì để canh trong này rồi. Thì anh em mà gặp những trường hợp những cái tủ làm y như mình chính xác. Rồi bây giờ mình gắn điện vào coi thử cái này nó chạy nó đều đều cánh quạt chưa. Rồi sau khi mình găm tủ chạy lại nha mọi người, thì anh em con cái quạt nó ráp vô con cái quạt cho nó cái cánh quạt cho nó chuẩn nha. Đó, gió thổi ở đây nè, hút thổi ra ngược đây ra lóc. Rồi bây giờ mình thử cái lóc thử coi bị mát nha. Cái đồng hồ này, đồng hồ mình bật lên 250V nè, thì một V đó mình sẽ tọc vô sườn máy nha mọi người, vô sườn máy một V mình cắm dưới đất nè, cắm cái chỗ nước nha mọi người, rồi cắm coi cái mát không nha. Đây mình cắm vào nước nè, thấy cái hiện tại giờ cái đồng hồ nó không nhích nha mọi người. Chứ nếu mà giả sử như cái tủ nó mát á thì anh em chỉ cần mà dùng một cái que nè thọc vô chỗ nước nè và que thọc vô mát tủ là mình cắm điện là nó sẽ lên nha mọi người, nó sẽ lên volt nha. Nhưng hiện tại giờ không có. Rồi mình để như vậy nè, thọc chỗ này đó, mình làm đo mát như mình nha mọi người. Tủ đang chạy, nó chạy nè. Rồi thọc kim vào chỗ nước nè, thì mọi người thấy không, kim màu đồng hết lên nè, chứng tỏ là cái tủ là hết giật nha mọi người. Đó, trường hợp này thì anh em mà gặp những cái trường hợp những cái tủ như thì anh em làm y như mình á, là sẽ tủ sẽ hết mát thôi. Còn muốn mình muốn đo biết mát tủ là mình ghi một que thọc vô nước nè, một que là thọc vô mát sườn tủ là mình biết được là tủ bị hư gì. Wow, tủ giờ cũng hoạt động tốt, hết giật. Rồi clip hôm nay đến đây kết thúc. Mọi người yêu mến kênh mình thì hãy bấm cho mình một like, một đăng ký kênh, một bình luận chia sẻ để mình có động lực làm những clip mới. Xin cảm ơn tất cả mọi người và các bạn.